quý vị khán giả, cô chú anh chị em đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét đẹp miền Tây. Những hình ảnh ở đâu video thì quý vị khán giả cũng có thể nhìn thấy. Một cơn mưa rất là lớn và nặng hạt, kèm theo giông gió, giông lốc đã làm 70 căn nhà ở An Giang bị tốc mái. Bên cạnh đó thì cũng làm lật đổ ngã rất nhiều cây xanh ở ven bên đường. Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 14 giờ. Mưa rất là lớn kèm giông gió, lốc quét qua hai địa bàn là huyện Châu Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Trận mưa kéo dài khoảng 3 giờ gây ra thiệt hại rất là nặng nề. Nhiều căn nhà tại An Giang bị tốc mái, trụ điện và hàng loạt cây xanh bị gãy đổ vào thời điểm chiều ngày 8 tháng 6 năm 2024. Bây giờ thì mời quý diễn giả cô chú cùng xem một vài hình ảnh con đường và cuộc sống nơi đây tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang nhé. Cũng như đôi nét về lễ vía bà Chúa Xứ tại An Giang diễn ra những ngày vừa qua. Thank you.
mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước vì mà thôi. Xin nhớ anh ơi, anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhìn câu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Cho dù ta còn từ quê hương, hằng
tại thì em đang di chuyển lên trên núi nha cô chú anh chị em. Nhưng mà mưa vẫn còn đang rơi càng ngày càng nặng hạt luôn á. Và con đường đi lên thì hai bên thì người ta trồng có rất là nhiều hoa phượng luôn nè. Và hoa phượng nở đẹp lắm. Bắt đầu nhiễu hột hơi nhiều. Nếu mà rơi hột nhiều quá thì em sẽ tắt máy nha. Tại có thể là không ghi hình được á. Mong cô chú anh chị em thông cảm nha. Sợ ướt máy quay, nó hư máy quay á. Đó, bây giờ thì càng ngày càng nhiễu hột lớn luôn nè. Kiểu bà cũng đã lên tới nơi bà ngự để chuẩn bị làm lễ rước bà xuống nha cô chú anh chị em. Thank you.
Thank you.
cô gái trong cuộc. Ăn mặc thật đẹp nhưng mà chỉ dài để hắn ta sống thôi. Khi làm lễ xong thì thỉnh được bà và bắt đầu kiệu được tiên từ trên núi xuống bên dưới miếu bà ở bên dưới nha cô chú vị. Miếu bà thì nằm ở bên dưới núi nha, bên dưới chân núi. Hold on.
ở bên dưới này cô chú anh chị em có thể nhìn thấy là đoàn lân cũng như là bà con mình đang dần dần đi xuống bên dưới núi nha cô chú anh chị em. Đây là đi đến miếu của bà ở bên dưới chân núi đó. Di chuyển xuống tới đây thì cái đoạn này cũng rất là dốc luôn nè. Ở đây thì mình đi ngang điện, đây chính là điện Thần Nông nha cô chú anh chị em. Đấy, mình đi ngang điện Thần Nông nha. Và bên dưới cô chú anh chị em mình có thể nhìn thấy dòng người bà con mình nè. Cùng đi với bà di chuyển xuống bên dưới miếu. Xa xa cô chú anh chị em mình có thể nhìn thấy kiểu bà đang dần dần di chuyển đến miếu bà. Ở đây thì mình đi đến khu vực của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm rồi nha. Còn chút xíu nữa mình sẽ đến miếu bà nha cô chú anh chị em. Và sau khi mà rước bà từ trên bãi đá ở trên đỉnh núi xuống bên dưới chân núi thì hiện tại thì cái thời gian bây giờ đang là 18 giờ 16 phút 19 giây chiều ngày thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024. Có thể là còn khoảng cỡ 30 phút nữa thì mới khiến kiểu bà đến miếu. Hiện tại thì đoàn đang nghỉ mệt. Em nhìn thấy rồi, không?
Ở đây thì bên bển cô chú thấy nhìn thấy là trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nha. Đường vòng núi Sam, Vĩnh Đông 1, phường núi Sam, thành phố Châu Đốc. Bầu trời chiều hôm nay vẫn còn rất là u ám nè. Sau khi mà đổ một cơn mưa rất là lớn, bây giờ vẫn còn mây rất là nhiều, có thể là tối nay là có thể là mưa tiếp á. Bên trên thì rất nhiều những con yến đang lượn lờ nè. Lễ Phục Hiện trước Thượng Bà. Ở phía sau đoàn lân này là kiểu bà đang được các anh bà con, các anh chị em mình đang rước phía sau của chú chị đang đi đoàn lân tới. Mình thấy là các anh khiêng là tuôn mồ hôi hột luôn á, và cũng như là gồng người. Tại thì mình còn khoảng một cây số nữa là mình đến Hiếu Bà nha cô chú anh chị em. Điện. Rồi được rồi, được rồi. Điện sao không dữ rồi không biết nữa. Cô chú anh chị em. Vô dùng luôn.
vô giùm luôn, lồng tay vô giùm luôn. Xé vô đi. Trước nè, lẹ trước nè. Xé vô đi, xé vô đi. Thẳng luôn, đi thẳng luôn. Và nãy giờ là em cũng gửi đến cô chú anh chị em một số hình ảnh về buổi lễ phục hiện rước tượng bà từ bên trên đỉnh núi xuống bên dưới miếu bà. Đây là chính là khu vực của miếu bà, với quãng đường rất là xa, cũng như là từ bên trên núi khiêng kiệu bà xuống bên dưới đây khá là gian nan vất vả, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Và hiện tại bên trong thì đang tiến hành cho các nghi thức để mà đặt tượng bà vào bên trong miếu bà. Thì đây là một số hình ảnh em gửi đến cô chú anh chị em gần xa, thấy được hình ảnh về cái buổi lễ phục hiện. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị em gần xa đã xem video của em đến thời điểm hiện tại. Thì em cũng xin tạm thời kết thúc video này tại đây. Và cũng cầu chúc đứng ở phía trước miếu bà cũng xin cầu chúc cho toàn thể quý diễn giả, cô chú anh chị em gần xa có thật nhiều sức khỏe, bình an. Và gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài. Thì em cũng có đôi lời cầu chúc, đứng trước miếu bà cầu chúc cho toàn thể quý diễn giả, cũng như bên cạnh đó là chúc cho bà con người thân của em và bà con của mình trên mọi miền đất nước. Thì video cũng rất là dài rồi, em xin tạm thời kết thúc video này tại đây nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình ở những video tiếp theo của em nha.